Chúng tôi đến mua cà phê mang về. Biến đi. Dạ sếp. Cô Sun Hye cho tôi hỏi, bây giờ cô Chia vẫn khỏe mạnh chứ? Cô ấy có ăn uống đúng bữa không vậy? Mấy ly cà phê? 7 ly mang đi. Hôm nay có vài khách đến thăm phòng nghiên cứu. 7 sao? Con số khá may mắn đó. Đi. Cậu Kim Minh Kiêu đó vẫn ổn hết chứ hả? Làm sao mà ổn được chứ? Ngày nào tâm trạng cậu ấy cũng trầm ngâm, nhìn tuyết rơi bên cửa. Chắc là từ bây giờ sẽ không có chuyện hai người đó tình cờ lướt qua hay là gặp mặt nhau đâu ha. Chia, đã đến đảo Gelche nghỉ ngơi một vài hôm rồi sẽ sang Úc học tập, chắc chắn sẽ không có chuyện hai người đó tình cờ gặp nhau đâu. Vậy lỡ như tình cờ gặp thì sao? Vậy thì rõ ràng là định mệnh ông trời sắp đặt rồi. Chuẩn bị đến ga Đông Dagu. Hành khách nào xuống tại ga Đông Dagu vui lòng bước ra cửa bên phải để xuống tàu. Xin cảm ơn. Xin lỗi cậu, chỗ này là của chúng tôi đó. May mắn thật đó. Sao đó? Anh đã tạo ra khuôn mặt của Ajiba. Lý tưởng từ đâu gì hả? Tôi đã phát thảo ra khuôn mặt mẫu của một nhân vật giữa mặt người và nói lên được tính cách và cả thói quen. Tôi đã tìm một nhân viên làm thêm phát họa ra khuôn mặt của Ajiba. Bây giờ tôi cũng không thể liên lạc được nữa. Nhưng mà tại sao đột nhiên cậu lại hỏi như vậy chứ? Chỉ là tôi đột nhiên nhớ, tò mò vậy thôi. Nếu vậy
không biết chừng một lúc nào đó tôi sẽ gặp được nhân viên làm thêm mà anh nói đó. Tất nhiên là điều đó có thể xảy ra được rồi, nhưng mà rất hy hữu cậu có thể gặp được người đó. Tốt nhất cậu nên xem không biết gì, biết đâu khi đó cậu sẽ tự mình biến mình thành tên kỳ lạ biến thái không chừng. Tất nhiên là vậy rồi. Số máy quý khách đang gọi hiện không liên lạc được. Đúng thật là không thể liên lạc được. Đội trưởng Châu à, giờ tôi có chuyện rất là gấp nên không thể đi cùng anh rồi. Có chuyện gì mà cậu gấp vậy? Bộ có chuyện lớn sao? Hiện giờ tinh thần tôi không được tỉnh táo cho nên không thể đi làm được. Phó chủ tịch à, cậu Kim Minh Kiêu ơi, cậu không có sao hết đó chứ? Dạ, nhờ anh lo chuyện cho ổn thỏa giùm nha. Cô gái này rốt cuộc là ai vậy? Dạ, cô ấy chính là Achiba. Anh nói cô gái trong hình chính là robot sao? Dạ, chỉ là do bộ tóc giả của Achiba đã thay đổi mà thôi. Chuyện cô ta đi làm và về lại nhà của đội trưởng Châu, chính mắt tôi thấy mà. Là cả bốn mắt của chúng tôi đã trực tiếp nhìn thấy cổ đó. Trước kia hai anh cũng nói là đã nhìn thấy Achiba đã ăn kem sao? Dạ, đúng là một con robot đời mới khiến người khác phải ngạc nhiên đó. Với những thông tin như vậy, chúng tôi đã có thể nhận được tiền thưởng từ cậu rồi đúng không? Cô gái trong ảnh này là Achiba sao? Không phải vậy, chẳng lẽ không phải là robot mà là con người? Cô gái này sao? Cô ấy là gương mặt mẫu của Achiba. Để tạo ra khuôn mặt của robot mang dáng vẻ y như con người, tôi đã áp dụng khuôn mặt của một người thật vào đó. Ý anh là cô gái này chính là khuôn mẫu của Achiba? Làm gì? Có vấn đề gì hay sao? Tất nhiên là không rồi. Nhưng mà robot mà chủ tịch Kim Minh Kiêu gặp lâu nay chính là Achiba hay cô gái này vậy? Tôi thực sự không hiểu ý của anh đang nói là gì đâu. Chắc là anh biết rõ tôi đang nói gì mà. Nếu như anh không còn chuyện gì khác nữa thì tôi đi trước đi. Anh sẽ nhanh chóng có chuyện muốn nói với tôi thôi. Anh có thể gọi tôi bất cứ khi nào. Vậy sao?